những người luôn hăng say bằng trái tim cháy bỏng, khát khao tạo dựng nên những doanh nghiệp từ đôi tay và bầu nhiệt huyết cống hiến từng ngày. Bước chân tự tin tuy khó khăn còn đó, luôn thay đổi, luôn tư duy tập trung vào chiến lược. Doanh nhân là người luôn sống trọn vẹn từng phút giây, truyền nguồn cảm hứng kết nối mọi người, biết luôn tập trung mang những giá trị cho đời. Nào bạn ơi, hãy đến với chúng tôi, làm chủ tư duy, phát huy tinh sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê, ươm mầm khát vọng, vươn lên doanh nhân, biết training đón chào. Người luôn hăng say bằng trái tim cháy bỏng, khát khao tạo dựng nên những doanh nghiệp từ đôi tay và bầu nhiệt huyết cống hiến từng ngày. Bước chân tự tin tuy khó khăn còn đó, luôn thay đổi, luôn tư duy tập trung vào chiến lược. Doanh nhân là người luôn sống trọn vẹn từng phút giây, truyền nguồn cảm hứng kết nối mọi người, biết luôn tập trung mang những giá trị cho đời. Nào bạn ơi, hãy đến với chúng tôi, làm chủ tư duy, phát huy tinh sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê, ươm mầm khát vọng, vươn lên doanh nhân, biết training đón chào. Nào bạn ơi, hãy đến với chúng tôi, làm chủ tư duy, phát huy tinh sáng tạo, nuôi dưỡng đam mê, ươm mầm khát vọng, vươn lên doanh nhân.